Đây là Minecraft mà các bạn thường thấy. Còn đây là Minecraft mod Black Fear Nightfall. Nỗi sợ khi màn đêm buông xuống. Với sự góp mặt của hai cái mod nổi đình nổi đám mấy bữa nay là From the Fog và The Man from the Fog. Và sự đáng sợ của hai cái mod này nằm ở chỗ là nó thêm vào trong phiên bản Minecraft của bạn hai thực thể cực kỳ hung ác. Một là Herobrine và hai là cái thực thể mà các bạn gọi với cái tên thân thương là người đàn ông đến từ sương mù. Thứ luôn chờ trực các bạn mất cảnh giác và vồ lấy để tiêu diệt các bạn. Vào ban ngày là khoảng thời gian gần như an toàn với những hoạt động bình yên vốn có của Minecraft, từ động vật cho đến dân làng và cả người chơi. Tuy nhiên, những thứ đáng sợ sẽ xuất hiện dần khi màn đêm đến gần với bạn. Và đỉnh điểm là khi mặt trời bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Những con quái vật trong ác mộng sẽ bắt đầu xuất hiện để săn lùng bạn. Tên sát nhân Zep the Killer sẽ luôn chơi trực để tiễn bạn vào giấc ngủ vĩnh cửu. Nỗi ám ảnh của những người chơi trong Minecraft sẽ luôn theo dõi bạn. Bạn không thể nhìn thấy chúng, nhưng chúng thì vẫn luôn nhìn theo bạn từ phía sau lưng. Và ngày hôm nay, Rose sẽ cùng với các bạn trải nghiệm một đêm ở trong cái mod pack này để xem cái sự đáng sợ của nó có giống như những gì mà các bạn đã đồn đoán mấy bữa nay hay không. Và như thường lệ, nếu như các bạn cảm thấy cái mod này hay và muốn mình làm ra một chuỗi series về cái mod The Man from the Fog thì đừng quên để lại cho video này 10.000 like kèm theo dòng comment với hashtag là thằng The Man from the Fog. Và bây giờ thì chúc các bạn có một trải nghiệm coi video vui vẻ. My God! Các bạn đừng có nói với tôi là cứ bắt đầu vào trong cái mod này là chúng ta sẽ luôn xuất hiện ở khu rừng nha. Ê, mấy bữa nay là tôi coi mấy youtuber rồi đó mà thấy dung lên là cũng xuất hiện dung lên hết trơn rồi. Đừng nói cái mod này nó không vậy nha mọi người. Còn đêm giờ trời xung quanh mod này của chúng ta là toàn là sương mù không à. Nếu như anh em nào mà muốn thử cái mod bắt này tôi sẽ để phía bên dưới để cho anh em nào mà có tâm địa tàn ác kêu rủ tôi chơi cái mod bắt này thì tôi sẽ chia sẻ cho nhiều người chơi hơn ha. Chứ mới vô là thấy nó không có gì tốt lành rồi đó đi. Thấy có cái điềm rồi đó. Ok, thì công việc đầu tiên của chúng ta thì vẫn giống như ở trong bao Minecraft sinh tồn khác đó mọi người, là chúng ta sẽ phải đi lấy gỗ và sinh tồn giống như bình thường. Bởi vì dù nói là Minecraft kinh dị đi chăng nữa thì đối với tôi nó vẫn là Minecraft. Ê khoan, mọi người có thấy phần phía xa xa kia nó có cái gì không? Oh my god, hình như tôi vừa mới thấy một cái con gì nó di chuyển phải không? Holy. Ê, đừng có nói mới bắt đầu mà gặp nha. Oh yes up bro. Oh my god. Oh trời ơi, giật cả mình. Tưởng đâu mới vô game đã gặp cái gì nó kỳ lạ rồi chứ mọi người. Nhưng mà không, một ngôi làng, ok. Và đây là một cái ngọn hải đăng. Oh my god. Ở trong cái mod bắt này tôi nghe nói là có những con nó rất là ghê gớm anh em mà. Nó gom ghế chúng ta, nó bắt cái đầu chúng ta không chừng phát nào luôn. Nên là cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta phải tìm một cái nơi nào đó thật là an toàn. Mà tôi đã thấy được một nơi an toàn để cho thể chúng ta sống sót vào đêm nay rồi. Ok, bởi vì mình đang là một người rất là nghèo. Nhưng mà đồng thời mình cũng là một người rất là lương thiện nên mình chỉ vô đây để mình mượn đồ của mấy anh dân làng mình xài tạm thôi chứ mình không có đi cướp bóc gì nha mọi người. Ừ, không có đi cướp bóc gì nha anh em. Trong rương này của chúng ta mấy anh dân làng đây giàu quá vậy. Ôi anh ơi, anh em nhớ không nhầm anh là người nuôi cá phải không? Anh nuôi cá sao mà anh giàu quá vậy? Không mấy anh cho em chuyển hộ khẩu vô nhà anh ở luôn được không anh? Nope. Anh ơi, đừng đi anh ơi. Anh ơi. Ok, thì có vẻ như đây là một ngôi làng chài mọi người à. Khi mà tôi thấy xung quanh là toàn là các người nông dân. Gì đây? Wow, mấy anh nông dân ở đây khá là nhiều đồ ăn nha anh em ơi. Và ngoài cái việc nhiều đồ ăn ra thì mấy ảnh còn là giàu lòng nhân ái nữa, tại vì nãy giờ tôi lấy đồ của mấy ảnh, mấy ảnh không nói gì hết trơn á. Mấy ảnh chỉ có nói Ok, thì nghe thư sự hiểu biết của tôi về cái mod bắt này thì đây là một cái mod bắt nó phải gọi là kinh khủng khiếp quái đạn ra và nó có một cái màn đêm khá là ghê gớm gơm ghế. Nên là cái thứ trước tiên mà chúng ta cần phải dự trữ cho bản thân mình đó chính là những cái đồ ăn thật là thơm ngon và béo ngậy giống như những con cá này. Mặc dù là những con cá này ăn thì chúng ta sẽ không đỡ đói hơn được bao nhiêu, tuy nhiên thì nó có thể con gì vừa mới từng holy who are you? Who are you? What are you doing? Và tại sao con người sắt đi xuống dưới kia? Oh my god, con nó có độc. Oh my god. Ok, tôi đi từ nãy đến giờ tôi mới để ý là tại sao trong cái ngôi làng này là để cái thánh giá giữa làng nha mọi người. Ê sợ nha, rất là sợ nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cần chế tạo ra cho mình những cái món đồ hợp lý. Rất là may là cái lúc mà chúng ta vừa vào map này thì chúng ta đã có được những anh dân làng dễ thương cho mình một cái cây cứu sắt. Cái thêm mình sẽ cần chế tạo cho mình một cái cây rìu, nhưng mà bây giờ mình hết sắt rồi. Và ở đây mình có thể chế lên được một cục sắt nữa và mình sẽ chế một cây rìu để cho bản thân của mình có một cái gì đó để phòng thân một chút nha mọi người. Được rồi, và nếu như theo thông thường thì tôi sẽ vả island golem này ra bả để tôi có thể gọi là có những cái món vật phẩm để tôi sử dụng, nhưng mà bây giờ thì tôi cần ảnh. Anh ơi, tối nay anh bảo vệ làng cho
đầy đủ vô nha. Làng có ba cái nhà đó, anh để bay ba mất cái nhà là anh cũng thành người vô gia cư luôn đó. Ok, trên đây chúng ta có một cái giường, một đống táo và một đống bánh mì. Ok, vậy là bây giờ mình sẽ không lo về vấn đề lương thực nữa rồi, bởi vì lương thực của chúng ta bây giờ đang dư giả vãi nồi. Ok, mấy anh dân làng trong đây có vẻ như là mấy anh sẽ đều ngủ ở trong ngọn hải đăng hết mọi người ơi. Tại vì ở làng chài này tôi thấy có đúng ba cái nhà mà hết ba cái giường ở trong đây rồi. Ok, ở đây thì mình sẽ có một cái khu vực để mình đi ra ngoài để mình có thể nhìn xung quanh được. Tuy nhiên thì để cái hàng rào như này, thằng nào để hàng rào khôn quá vậy? Cái đây hàng rào vậy sao đi má? Yeah. Thay vì vào làng và bắt dân làng ở đợi cho mình thì bây giờ tôi phải ở đợi ngược lại cho tụi nó. Siro, người chơi Minecraft kim luôn cả thợ sửa nhà. Quấy cái trưởng thiệt. Ok, anh em thấy cái con ở ngoài kia không mọi người? Thì nó đang phát sáng cho mọi người thấy không? Ở ngoài đó thì mình thấy có một vài cái cục gỗ, tôi nghĩ là ngoài đó có đồ. Nhưng mà sau khi chạm trán với con cá hồi nãy dưới đây thì tôi nghĩ là cách tốt nhất là mình nên ở trên đất liền, nhưng mình không nên xuống biển đâu. Hình như bên đây nó có cái gì. Hình như có một vài ngôi nhà bên đây mọi người ơi. Tuy nhiên thì nếu như mà tôi thấy thì cũng nó phải bằng nhện không? Ok anh em à, bởi vì hiện tại đang là buổi sáng nên là mình cũng đang không có gì phải sợ hết anh em. Và đang không có gì phải sợ hết, đang là buổi sáng thì tôi nghĩ chắc là mấy con quái vật nó không có xuất hiện đâu. Nên là bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi qua bên những cái ngôi làng khác hoặc là những khu vực khác để mình thu thập thêm đồ, để tối đến mình sẽ chui vào đây để mình dừng chân. Và đặc biệt là tôi nghĩ là tôi cần đào thêm một số cục đá để tôi có thể lắp cái cửa lại. Ok, ở đây mình có một cái khu vực, nó giống như là cái khu vực giữa làng ấy nha. Rồi, và chúng ta đi về phía bên đây thì oh my god. Ô, có một cái hồ ở đây nè. Ôi, mình nhìn mình. Thề với các bạn luôn, dùng cái shader này nhìn cái hồ nó kinh vãi rồi. Thôi, tôi đi chỗ khác để tôi có một nỗi sợ là tôi sợ độ sâu á mọi người. Ok, ở trong đây của mình có một cái con đường. Tôi nghĩ là con đường này sẽ dẫn tới mấy cái nhà phải không? Oh my god. Ok, trong cái nhà này thì chúng ta có rất là nhiều đồ ở đây. Đầu tiên là một cái xô hả? Là cái xô không? À không, cái này không phải cái xô, cái này là cái gì á? Ở đây chúng ta có một bình sữa. Bình sữa này sử dụng được không? Không phải bình sữa à? Ở đây mình có một cái đồ treo đồ. Cái này gì đây? Vát blend. Cái gì? Ở đây thì có một cái đèn. Ok, chặt đèn về luôn. Để là mình cần đèn. Tiếp theo ở trên đây thì có vẻ như là chỗ này là chỗ có người ở mọi người ạ. Và nếu như mà theo cách trang trí này tôi nghĩ đây là một ngôi nhà của một thợ săn nào đó, bởi vì chỉ có thợ săn mới trang trí da như thế này thôi. Ok, một ngôi nhà khá là bình thường và cũng nghèo không kém. Nói chung là mình đòi hỏi gì ở một cái ngôi nhà của thợ săn vậy. Một con sói. Hello bro. Ok, nhưng mà hiện tại là tôi vẫn chưa có xương để tôi có thể thu phục được nó. Hy vọng là mình sẽ lút được một ít xương ở trong cái ngôi nhà này. Hello. Có một cái bật lửa. Ok, cái bật lửa này mình có thể dùng để này cái gì đây? Washing kit này để làm gì? Tôi bị tuột tôi bị tuột cái độ tỉnh táo rồi mọi người ơi. Ok, có vẻ như đây là một ngôi nhà cuối cùng. Ok. Hình như là những ngôi nhà này nó đều giống nhau mọi người ạ. Ok, vậy là chúng ta không lấy được bất kỳ một cục xương nào để mình có thể thuần hóa cái con chó ở bên đây hết. À, tôi vẫn muốn là nếu như mà tôi chơi trong cái Minecraft này tôi sẽ có một người bạn. Và đây chỉ là video mình chơi thử thôi mọi người ơi. Mình chơi thử thôi là trong đây nó có cái gì thôi. Chứ đây không phải là một series gì hết nha mọi người. Và hiện tại thì khi mà cái lúc mà tôi chơi cái map này, tôi đang chơi vào lúc 3 giờ sáng thì tôi cũng nghe nói đâu là nó là một cái map kinh dị. Nên là tôi cũng muốn chơi thử vào lúc 3 giờ sáng coi coi là nó kinh như thế nào. Mà bình thường thì tầm giờ này cũng là cái giờ tôi làm video á. Nên là nếu như mà anh em nào mà thấy cái series này phù hợp để gọi là làm một cái series, hay là anh em muốn mình làm một cái series về cái mod bắt này, thì các bạn đừng quên để lại một like cho cái video này nha. Nếu như video này đạt được tầm khoảng 10.000 like thì mình sẽ ra một cái series được mang tên Minecraft from the Fog, đến từ sương mù. Ok. Được rồi, và theo như mình thấy thì hình như từ nãy đến giờ là mình đi vòng vòng là những ngôi nhà thì hầu như là không có dân làng, trừ cái ngôi nhà xương đây. Mình có một cái bao tay. Ok, đóng xương, bao tay, bánh mì và thuốc súng. Từ này đến giờ thì hình như là khá là ít chỗ có dân làng, trừ cái ngôi làng mà mình sống có cái cối xay gió. Rồi rồi, bây giờ thì ở vòng vòng chỗ này thì tôi nghĩ là tôi nên đi thuyền anh em ạ. Bởi vì căn bản là hồi nãy tôi thấy mấy con cá kia thì tôi cũng không có muốn đi xuống dưới biển một cách gọi là vô tội vạ đâu anh em. Bỏ này đi, bỏ giống đi, lấy thuyền ra. Ok, không biết có ai mà lại xây nhà giữa biển, giữa cái hồ như này nhờ. Rồi xây giữa như này rồi lỡ quái vật nó vào đây. Ôi có người, ôi ôi anh trai, ôi ôi tận hai người. Đưa vô đi chỗ mà. Ôi nhìn là biết một cặp tình nhân rồi mọi người ạ. Mình ở đây là mình làm phiền người ta không được. Đưa vô đi chỗ mà, không sao. Mình chỉ lựa ở đây một xíu thôi. Anh cho phép em đây xíu nha, em lút đồ xíu rồi em đi. Em không lấy đồ mấy anh đâu, em mượn tạm thôi nha. Ở đây mình có một cái blank run. Cái này thì tôi chưa biết có công dụng là gì, nhưng mà cứ lấy thôi anh em ạ. Thuốc súng và lúa. Ok, lúa thì mình cũng rất là cần nha. Mình cần lúa để mình có thể chế tạo cái bánh mì anh em. Ok, ở đây có một cái lò. Lại lại lại, có thịt nè, có thịt nữa nè. Oh my god, có thịt, có thịt. Oh yeah sir, cảm ơn anh rất nhiều. Mình có một ít than. Và mình sẽ bỏ ba cục gỗ này ra và sau đó chúng ta sẽ đập cái cục này đi. Đấy, ok chưa? Ok, mọi người thấy là xung quanh của chúng ta nó đang rất là tối. Tối om như mực luôn mọi người thấy không? Mọi thứ đều là sương mù mọi người ạ.
này là cái gì đây? Ồ, đây là sỏi à. Ok, tôi sẽ cần đào một ít than để ban đêm mình có thể thắp sáng cho cái ngôi nhà của mình. Đây, hiện tại mình đang chơi một mình rất là cô đơn, nên là mình cũng cần mấy anh dân làng để bầu bạn. Và tôi cần phải làm mọi cách để có thể níu giữ chân của mấy anh dân làng ở lại cái ngôi làng mà tôi đang ở. Nhưng mà bây giờ mấy ảnh đi luôn thì thôi rồi luôn á. Nên là bây giờ tôi cũng phải cực lực để đi chăm chỉ kiếm những cái món đồ đem về làng cho mấy anh để dụ dỗ mấy anh ở lại, mà không nhầm để lôi kéo mấy anh ở lại. Ok, ở trên đây thì mình không có một ngôi nhà nào trên đây hết. Ở trên đây có sắt và nó có một cái tòa tháp. Tháp này thì chắc chắn là không có người rồi. Ở trên đây nó là có mấy con mua nhìn như này nhờ. Tôi nghĩ là tôi cũng nên đi săn một ít thịt bò. Mày, oh my god, khi mà tôi đi giết bò tôi sẽ bị xuống cái độ tỉnh táo mọi người ơi. Cái gì vậy? Tôi cần thịt bò. Thịt bò đâu? Không có thịt bò mà nó ra cho mình nguyên một con bò. Quái đạn. Rồi có vẻ như là ở trong cái mod bắt này thì chúng ta phải hạn chế giết động vật mọi người ơi. Thì khi mà mình giết động vật thì cái độ tỉnh táo của mình nó cũng sẽ bị xuống thì phải á. Ok. Ủa zombie. À không, skeleton. Oh hello bro. Oh, tôi nhớ ra rồi. Có một thứ mà mình cần làm. Con cuốn. Oh my god. Tôi hy vọng là con cuốn nó sẽ vẫn nằm ở cái vị trí đó để mình có thể thu phục nó anh em ạ. Hiện tại mình đã có 7 cục xương. Chỉ có những người mà đen lắm thì 7 cục xương này mới không thu phục được con cuốn đó thôi. Một. Oh. Một hít lăng luôn. Ok, về nhà con. Đi. Luôn. Đi. Ok. Ok, chúng ta có một người bạn đầu tiên. Let's go. Và có vẻ như là một ngày ở trong cái móc bắt này trôi qua khá là lâu mọi người ạ. À. Trời, nó có đang chạy không vậy? Ok, mặt trời vẫn đang chạy. Thì một ngày ở trong cái móc bắt này trôi qua nó khá là lâu. Điều đó cũng đồng nghĩa là ban đêm nó cũng sẽ rất là lâu. Và thường khi mà một cái game kinh dị theo như tôi tìm hiểu, thì nếu như mà nó có một cái ban ngày trôi qua lâu như này, điều đó có nghĩa là ban đêm của nó sẽ rất là kinh khủng. Terrible, oh my god. Và nó đang diễn ra ở trong cái world Minecraft của tôi. Để một ngày nó trôi qua lâu vãi, nãy giờ nó trôi qua tầm khoảng 20 phút rồi, nhưng mà mặt trời nó vẫn cứ đứng trên đỉnh đầu như thế này nè mọi người. Thì điều đó chứng tỏ là nó đang để dành cho chúng ta, gọi là nó đang cho chúng ta ban ngày để có thể đi chuẩn bị nhiều thứ, và ban đêm nó sẽ cho chúng ta một cơn ác mộng thật sự. Ok, đầu tiên thì mình sẽ gia cố nhà của mình lại. Trước tiên thì mình phải không được để nhà của mình có bất kỳ một cái gì để có thể tụi nó đi vô được. Rồi, và để làm được điều đó thì tôi nghĩ là tôi cần đào đá và cất bớt đồ đi. Và để cất bớt đồ đi thì chúng ta cần một cái rương. Một hai. Và một cái rương như thế này. Hy vọng là mấy anh dân làng cho phép em ở đây và đừng lấy đồ của em nha. Dạ, em cảm ơn mấy anh dân làng nhiều. Rồi, mình sẽ cất hết đồ của mình vô đây trước ha. Được rồi, bây giờ thì mình cần một ít đá. Tôi nghĩ là không ít đâu mọi người ạ. Tại vì bây giờ là mình sẽ lắp lại những cái cửa kính ở ngay nhà mình. Bởi vì tôi không biết được rằng là những cái con quái vật ở trong cái mod pack này vào ban đêm nó có thể nào mà đập kính đi được hay không. Nhưng mà theo như bản thân tôi thì an toàn vẫn là trên hết mọi người ạ. Theo như kinh nghiệm chơi Minecraft của tôi chưa được bao nhiêu năm, nhưng mà tôi biết được rằng là ở trong những cái cục giống giống như thế này thì thường nó sẽ có đồ, và đặc biệt là những khu vực chính giữa nha. Ủa, đừng nói không có gì nha. Rồi, má kinh nghiệm lỏ luôn. Ok, tôi nghĩ như đây đá là đủ rồi nè mọi người ơi. Không biết là trong làng này có cái máy cắt đá không ta? Anh trai ơi, có máy cắt đá ở đây không? Ô, có một con mèo ở đây nè. Con gì vậy? Ui, anh Golem. Đừng. No, không được. Tôi không được để anh Golem chết mọi người ơi, Ờ, trước tiên thì mình cần phải chế cho mình một cái lò. Ờ không, trong làng này có lò không ta? Có lò thì mình lượm luôn chứ. Ờ, tất nhiên là không có rồi. Ok, rồi đi mình chế cho mình một cái lò. Đó mình sẽ bỏ sắt vô. Than đâu? Than của tôi đâu? Than đây. Ok, bỏ than vô. Được rồi. Anh Golem, em cứu anh đây. Ok. Con này nó tên là Lionfish hả mọi người? Đúng rồi, nó tên là Lionfish. Tôi đánh nó thử coi. Mày. À. Oh, khi mà đánh nó sẽ tỏ nó mới gai độc mọi người ơi. Vãi đạn thật. Anh Golem ơi, anh hay là lên trên đây được không anh? Oh my god. Tại sao anh lại đứng ở dưới anh nhìn nhau với con này vậy? Con này con gì vậy? Thôi. Sự tò mò sẽ giết chết một con người. Chúng ta không nên tò mò mọi người. Ui rồi, mặt trời nó chỉ mới qua tới bên đây rồi mọi người. Và điều này càng củng cố hơn về cái gọi là của về cái suy đoán của tôi là ban đêm ở đây nó sẽ rất là kinh khủng. Rồi, tôi không biết là trong đây nó có thể gọi là cho chúng ta cắt những cục stone ngang như thế này không. Ôi có cho à. Có cho mọi người ơi, nó có cho cắt những cục stone ngang như này. Bây giờ mình phải để hình những cái cục miếng gỗ như này. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi lắp hết những cái cửa kính lại anh em ơi, tại vì đây là những cái mà nó rất là dễ bị vỡ. Rồi mình đi lắp hết lại. Mình cũng không có nhu cầu là đi ngắm biển hay là ngắm bình minh đâu anh em, tôi không có nhu cầu nha, không có nhu cầu ngắm cái đó nha. Giờ đập ra hết. Ok, và trong đây hơi tối thì phải. Treo cái đèn lên. Rồi, ok. Tôi phát hiện ra được một cái khá là nguy hiểm nữa rồi. Đó chính là ánh sáng. Ánh sáng ở trong cái căn hải đăng này nó đang trong cái hải đăng này nó đang rất là yếu, rất ít ánh sáng luôn. Bây giờ chúng ta cần đi tìm cho mình những cái nguồn để có thể phát ra ánh sáng cái này. Bí ngô hả ta?
Tôi nghĩ bí ngô nó cũng là một lựa chọn hợp lý đó. Rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ đi qua ngôi làng bên đây để mình lấy một ít cái nguồn sáng để mình đem về cho ngôi nhà của mình. Ok, tôi biết điều này nó khá là máy giặt khi mà tôi đi cướp ánh sáng của ngôi làng của người ta để tôi đi về tôi làm sáng cái ngôi làng của mình. Tuy nhiên thì đây là cái điều kiện gọi là để sinh tồn mọi người à. Nếu mà tôi không làm vậy thì chắc chắn là những cái thực thể ở trong cái máy grab này vào ban đêm nó sẽ đi tới tôi một cách dễ dàng hơn, nên là tôi phải làm điều này thôi. Ok, xin lỗi mình dân làng ở đây nha, nhưng mà cái làng này làm quá gì có dân. Oh my god, tôi đi tôi quên em vô ăn. Holy moly. Anh em hãy cầu nguyện cho tôi về tới nhà mà không bị chết não đi em. Oh my god, từ từ, tôi quên một cái rất là quan trọng mọi người ơi. Nếu như mà cái độ sanity, cái độ tỉnh táo của mình ở trong cái mod pack này mà giảm xuống ở một cái mức độ nhất định thì mình sẽ xuất hiện ra ảo giác. Và đó là cái điều kiện để cho những cái con quái vật ở trong đây nó xuất hiện. Oh no. Về nhà nhanh cô ơi. Về nhà nhanh cô ơi. Đừng để đói cô ơi. Ở đây con. Lu. Ok, ok. Ăn vô. Rồi Lu ơi, mày ngồi ở nhà đi Lu, mày đừng đi ra ngoài giùm tao với Lu ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi thắp sáng toàn bộ cái ngọn hải đăng này để ban đêm chúng ta có thể trụ vững được ở trong đây nha mọi người. Ok. Đan. Bây giờ cái nhà của mình là mình đã hầu như là mình lắp lại toàn bộ rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ nung mấy cục khoai tây này lên. Ok, bây giờ đứng từ ngoài vô thì cái nhà của mình hầu như là đã kín mít rồi. Giờ là không có cái gì có thể gọi là xâm nhập vào nhà mình được nữa rồi. Hoặc có thể là mình nghĩ vậy. Rồi, tối nay thì hy vọng là anh Golem sẽ làm tốt được nhiệm vụ của ảnh và trời cũng đã sắp xuống rồi. Tôi nghĩ là tôi phải nên đi kiếm thêm một vài cái gì đó nữa để mình có thể sống sót qua đêm nay thôi. Ok, tiếp theo là những anh dân làng. Ôi, hai con này ném cái gì vậy? Tiếp theo mấy anh dân làng này là những cái người rất là quan trọng đối với tôi, bởi vì mấy ảnh sẽ cho tôi cái sự gọi là không cô đơn. Là tôi có nhiệm vụ là phải nhốt mấy ảnh lại ở trong nhà, không cho mấy ảnh ra ngoài vào ban đêm được. Không biết là mấy con này nó có làm gì mấy ảnh không, nhưng mà mình cứ nhốt mấy ảnh lại trong nhà đi. Vậy là coi như mọi thứ đã sẵn sàng cho đêm nay rồi. Ok, mấy anh dân làng đang đứng ngoài cửa sổ để ngắm vào bình minh, nhưng mà không thấy mẹ gì hết. Giờ tôi cần phải đi lên trên để tôi coi là xung quanh của chúng ta sẽ như thế nào, và chúng ta sẽ chờ đến đêm. Ok, mình nghĩ là trên đây nó chỉ cần đúng một cái cửa thôi là được rồi mọi người ơi. Hai cửa nó rất là dễ bị ăn hành luôn á. Một cái thôi, một bên lắp lại. Ok, mặt trời đang xuống rồi. Oh my god. Oh my god. Mặt trời đang xuống và như mọi người thấy, xung quanh của chúng ta đang tối đen như mực mọi người ơi. Mặt trăng bắt đầu lên và đây là mặt trăng máu. Ủa phải không? Hình như không mọi người ơi, như đây là do resort mắt cái màu nó vậy chứ không mặt trắng máu mọi người ơi. Nó trắng này nè. Được rồi, từ từ để tôi coi là ở trong cái mod mắt này chúng ta ngủ được không nha. Nếu mà ngủ được thì ngon mọi người ạ. Rồi, mấy ông dân làng bắt đầu lên giường hết trơn rồi. Xuống. You can sleep only at night or during thunderstorm. Ok, mình chỉ có thể ngủ vào buổi tối hoặc là vào những đêm, những ngày sấm chớp à. Ủa nhưng mà chưa đến đêm mà sao mấy ông dân làng lên giường hết trơn rồi. Ê, đâu này là trời tối thui rồi mà và... Oh shit. Anh em nhìn thấy gì ở đó không? Nhìn thấy gì vậy? Ê, hình như... hình như là một con gì đó ngoài biển. Thì tôi xuống tôi ngủ lại coi, bây giờ ban đêm rồi nè. Ôi, mặt trăng lên cao lắm rồi, bây giờ ban đêm nè. Rồi, vậy là không ngủ được đó mọi người. Vậy là không ngủ được rồi đó. Cái mắt bắt này nó cấm mình ngủ rồi. Ôi, nghe tiếng zombie ở ngoài đây. Có vẻ như là có zombie vòng vòng ngoài nhà tôi, nhưng mà nhà tôi giờ tôi đang chặn khá là kỹ rồi ha. Ok, có vẻ như là ban đêm, đêm nay tôi đang không thấy có những cái con nào mà nó nguy hiểm đến đến tôi nhiều hết. Mày. Ui, nghe nhện trong đây ghê vậy. Ôi, nhện trong đây rồi. Cái gì đấy? Ủa sao nhà tôi lại bị nổ? Ây da! Ui! Đó động. Không ổn rồi. Holy! No! Oh my god! Phật phù hộ đô, amo, amo gì đây Phật, amo gì đây Phật. Oh my god, what the hell? Ui, game của tôi nó thui à, tôi không nhìn thấy gì để đi hết. Ôi, nhận. Shit. Cái nhà tôi bị nổ, có một thế lực nào đó làm nổ cái nhà của tôi. Oh my god, ok, anh Golem cứu em. Anh Golem cứu em. Oh my god. Quá giờ trong đây kinh khủng quá. Trời ơi, nó nổ nhà của mình anh em ạ. Nó nổ ngay pháo đài của mình rồi. Oh my god, có cả loại zipper khác à. Oh my god,
ngồi yên luôn, mày ngồi yên luôn. Mà mày đừng giao hết, mày đừng giao hết giùm tao. Please. Mày là người bạn duy nhất trong đây của tao, mày làm ơn mày ngồi yên đi. Ok. Oh my god, nó có rất là nhiều loại quái vật khác nhau mọi người ơi. Hồi nãy tôi thấy một con Reaper bằng xương và bây giờ thì nó lại là một con nhện, một giống loài nhện khác. Anh Golem ơi, cứu em, anh Golem ơi, anh Golem đâu rồi? Anh Golem ơi, cứu em. Ok, ok, mình sẽ ở gần anh Golem. Oh my god, anh Golem cứu em, Golem ơi. Oh my god, oh my god, tôi sắp đi rồi, oh my god, cứu em, Golem ơi, Golem cứu em, Golem ơi, đây đem quýnh phụ anh, ok, anh Golem cứu em, Golem ơi. No, con Lu bị skeleton bắn chết rồi. Ok, tôi đang bị một cái hiệu ứng là Rotten Steel và một cái hiệu ứng Hunger. Ui, mẹ cái mod bắt kinh khủng vậy, ngủ không được rồi ơi, ngủ không được. Ê, what the hell, oh my god, Jeff đã kill rồi. Hay chừng nào mới trời sáng nha. Tôi hiểu lý do tại vì sao trong cái mốc bắt này trời sáng nó lại lâu đến như vậy rồi mọi người ơi. Tại vì ban đêm nó kinh khủng vậy. Ok, nếu như video này đạt khoảng 10.000 like thì mình sẽ có ngay cái chuỗi series Minecraft From The Fog này nha mọi người. Lần đầu tiên trải nghiệm một đêm ở trong From The Fog này thì tôi cảm thấy chứ đáng là một Minecraft kinh dị đấy. Chứ đáng là một trong những mốc bắt Minecraft kinh dị của năm đấy. Từ từ, tôi phải lắp lại những cái lỗ hổng ở trong nhà của mình. Để tôi nghĩ là nãy là Reaper nó nổ nhà tôi mọi người ạ. Tại vì hồi nãy là tôi thấy có rất là nhiều giống loài Reaper khác nhau. Thì hồi nãy là tôi có một cái ngu là tôi đút cái đầu ra để cho mấy con Reaper này nó thấy được cái mặt của tôi. Đó, mọi người thấy chưa? Có vẻ như là khi mà tụi nó ở gần tôi thì tụi nó có thể phát nổ được. Ok, nên là đầu tiên thì cái việc đầu tiên thì mình sẽ lắp hết chỗ này lại. Ok, tôi nghĩ là mình chỉ sống ở trong cái khu vực nhỏ nhắn xinh xắn này thôi. Đặt cái giường đi luôn. Để cái giường thì mình sẽ gặp Jeff the Killer. Rồi, hy vọng là mình có thể sống sót trong cái căn tròi này đến sáng ngày mai. Nếu như mà bây giờ mà mình sống tới sáng ngày mai mình không đai mạng nào nữa thì chứng tỏ là mình ok rồi đó. Hình như là quái vật đang xuất hiện nhiều lắm rồi đó. Quái vật đang xuất hiện nhiều lắm rồi đó. Mình bắt đầu cảm thấy nó lắc rồi đó mọi người. Mình bắt đầu cảm thấy nó lắc rồi đó. Tức là quái vật đã xuất hiện nhiều lắm rồi. Ok, từ nãy đến giờ nó không có bất kỳ một cái vụ nổ nào đó nữa hết. Vậy điều đó chứng tỏ là nếu như mà mình để cho một con Reaper giống loài nâng cấp nào đó nhìn thấy mình thì nó có thể nổ từ xa. Hoặc là bất kỳ một cái con nào đó cầm TNT ném mình hay là cái gì đó có thể gây nổ anh ném mình thì mình không có biết. Thì anh em nào biết tại vì sao mà hồi nãy mình bị nổ thì các bạn có thể comment giúp mình nha. Nếu như mà anh em mà muốn tôi làm cái series này thì nó cũng là một cái gì đó, nó cũng khá là căng đối với tôi đó. Bởi vì tôi không ngờ là nó kinh đến như này mọi người. Tôi không ngờ là nó cái độ gọi là kinh dị, cái độ mà gọi là khó hardcore của nó là như này. Ý là mình đang chơi Minecraft ở cái gọi là chế độ gọi là không có hardcore ở nhà, cái chế độ mà nhiều mạng rồi đó là chết hồi sinh được đó. Chứ mà mình chơi cái chế độ hardcore, chế độ chết một mạng là thôi luôn á, là nãy giờ mình đi rồi đó mọi người. Rồi đến giờ Jeff the Killer cũng vẫn chưa xuất hiện. Đêm đầu tiên của tôi nó nguy hiểm vãi, đêm đầu tiên của tôi rất là sợ luôn á. Ok, có vẻ như là trời sắp sáng rồi anh em ơi. Ok, có vẻ như trời sắp sáng rồi, mặt trăng còn một khúc nữa thôi là nó đã xuống tới lưng đồi rồi và mình đã phải đi ra ngoài được rồi. Trời sắp sáng rồi. Hoặc có thể là chưa đi ra ngoài được mọi người, tại vì bây giờ bên dưới mình là quái vật nó rất là nhiều. Quái vật nó đang tập trung ở bên dưới rất là nhiều. Reaper rồi zombie ở dưới khá là đông nha. Hay là một xíu nữa mình buổi sáng là mình chỉ có đi ra ngoài bằng cái đường này thôi. Mình không đi được bằng đường ở dưới rồi. Mình đi đường ở dưới là thế nào mình cũng sẽ bị zombie với cả là Reaper quay và nó đột nó bổ cho mình không chịu phát nào à. Ban đêm nó chạy ra quất rất là nhanh. Nó nhanh hơn ban ngày rất là nhiều. Hồi nãy tôi canh ban ngày hình như là tầm khoảng là 20 đến 25 phút. Còn ban đêm á thì nó chỉ chạy qua tầm khoảng là 10 đến 15 phút thôi. Tuy nhiên thì những cái sự kiện ban đêm nó khiến cho mình nghẹt thở, nó kiểu nó dồn dập quái ra rất là đông và có cái những cái sự kiện mà quái thậm chí là nó còn tấn công đột nhập vào nhà của bạn được luôn. Và nó khiến cho chúng ta cảm nhận như là ban đêm nó trải qua nó rất là dài mọi người à. Và đó là cái lý do tại vì sao nó gây lên cái sự đáng sợ của mốc bắt này. Quái vật cực kỳ nhiều. Thế tại sao cái thời gian ban ngày nó là dài hơn ban đêm rồi? Bởi vì ban đêm kinh khủng quá. Rồi bây giờ mình chỉ việc mình chờ ban ngày rồi mình sẽ đi ra ngoài kia và mình xử hết những con quái vật kia là được. Sắp ban ngày rồi, trời sắp sáng rồi. Trời lên đi, trời ơi. Ok, tôi đang thấy sáng dần rồi mọi người. Tôi đang thấy sáng dần rồi. Coi mặt trời, mình sẽ coi bên đây. Trời đang lên rồi. Yeah, my god. Má có cả Jeff the Killer dưới kia kìa mọi người. Có cả Jeff the Killer dưới kia nha. Ok, may quá là trong cái mod bắt này zombie nó không sống được vào buổi sáng, không là thấy bà tôi rồi. Reaper. Giờ nhảy xuống chắc đi luôn á mọi người. Ôi, khi mà mình nhìn thấy quái vật thì mình cũng bị hạ cái độ tỉnh táo mọi người ơi. Từ hình như nãy có con nào đó móc cái cần câu vào đầu tôi thì phải. Nhanh Golem chết rồi sao á? Con Lu cũng đi rồi đây. Con sói chết rồi. Golem thì tôi không biết ở đâu. Thì mày đi qua đây nè, bắn đi. Reaper ở đây là nó không. Reaper ở đây cái tầm nổ nó xa hơn nha mọi người. Tôi nghĩ là cái con Reaper này là cái con hồi nãy mà nó gặp chúng ta nó nổ nè. Đúng rồi. Mấy con Reaper đây cái tầm nổ nó rất là xa. Ok, hình như là mình còn mấy sợi chỉ đúng không? Thế thì mình sẽ chơi một cái trò để có thể dọn được quái ở đây. Hiện tại là mình không có mũi tên nên là chúng ta chỉ có thể chơi được cái trò này thôi. Holy
Rồi, và coi như là cái khu vực tiền đồn của tôi banh chành rồi. Ôi, mặc dù dưới nước nhưng mà nó vẫn đi rất là nhanh nha mọi người. Thằng dép này dưới nước mà đi rất là nhanh nha. Oh my god. Ok, khu vực tiền đồn của tôi là banh chành rồi đó. Không có gì ở cái khu vực tiền đồn của tôi nữa rồi. Nó banh chành rồi, nó không còn một cái gì để mình lấy lại luôn rồi. Đây là trải nghiệm của tôi ở trong cái móc bắt này. Đúng nghĩa là trải nghiệm để đời luôn. Chứ bây giờ tôi chơi một cái móc bắt nào mà cái ban đêm của nó kinh khủng như thế này. Và tôi biết được rằng là có một cái móc bắt nữa và ban đêm nó cũng kinh khủng tương tự như này. Tôi đố các bạn biết đó là móc bắt nào thì các bạn có thể để lại bình luận phía bên dưới nha. Tuy nhiên thì tôi chưa chơi móc bắt đó nhưng mà tôi biết là cái móc bắt đó nó cũng có một cái giao diện ban đêm tương tự như thế này. Kinh hơn nhiều khi mà ban đêm của nó tối thui luôn, đen nghịch luôn. Và ok, trải nghiệm như này chắc là đủ rồi mọi người. Tôi thấy cái trải nghiệm này nó hơi vãi ò á. Tôi thấy cái trải nghiệm nó hơi căng, nó hơi quá sức đối với tôi. Thuyền của tôi đâu rồi? Ôi, tôi bị nổ cái rương ở đây luôn rồi sao này? Nổ mất cái rương rồi, hình như là mất cái thuyền luôn rồi. Ok, thì dù sao thì đây cũng là trải nghiệm thôi. Bây giờ thì mình sẽ thử đi ra cái khu vực ngoài kia coi nó có cái gì thử ha. Biết là dưới đây nó có mấy con cá rất là ghê nhưng mà mình sẽ thử đi coi ngoài đây nó có cái gì đây. Đây không phải là một cái thuyền đắm. Ok, và ban đêm thì như các bạn biết đó, ở ngoài biển này của chúng ta nó vẫn có những cái con quái để có thể gọi là đánh chúng ta nha. Và những cái này có ray chi sinh nè. Hình như cái này có ray chi sinh rồi, nó hiển thị nhân vật chúng ta dưới nước này. Ban đêm thì ở dưới biển có những cái con rất là ghê nhá. Trải nghiệm đầu tiên, lần đầu trải nghiệm From the Fog vào ban đêm 3 giờ sáng. Cảm giác rất là vô mốt mọi người ạ. Cảm giác rất là feeling số 2. Mọi người coi video chắc mọi người cảm thấy sẽ không có cái gì nó rất là bình thường không. Nhưng mà nếu như mà mọi người thật sự mọi người chơi cái móc bát này và mọi người chơi một mình vào ban đêm và chờ thật sự đến ban đêm Minecraft trong Minecraft luôn thì mọi người sẽ cảm nhận được cái cảm nhận của tôi bây giờ. Thì mà anh em nào đã test thử cái móc bắt này rồi và trải nghiệm rồi thì các bạn có thể để lại cái bình luận phía bên dưới ha. Và đây là một video trải nghiệm về nó của tôi thì tôi cảm thấy là vãi nồi. Ban ngày khá là an toàn đấy, ban ngày khá an toàn đấy, nhưng mà tôi chỉ mới có trải nghiệm 2 ngày đầu tiên thôi thì tôi cũng chưa biết là nếu như mà ở lâu quá trong khoảng những cái ngày phía sau á. Mình mới trải nghiệm từ ngày mới có ngày 0 với ngày 1 thôi. Nên mình cũng chưa biết là về những ngày về sau thì ban ngày nó có cái gì nguy hiểm hay không. Tôi không biết thì nếu bạn nào mà đã trải nghiệm rồi các bạn có thể để lại bình luận bên dưới review giúp tôi ha. Còn đối với tôi thì ban đêm ở trong cái móc bắt này kinh khủng, rất là kinh khủng. Và hình như có một cái con quái. Đừng anh ơi. Má đừng anh ơi. Sao mẹ lên bờ được vậy? Sao mày lên bờ được vậy? Oh. Ok, tôi sẽ up video tại đây và nếu video này 10 like chúng ta sẽ có một cái series này á. À, tôi chắc lấy series này sẽ là một cái series nó kinh khủng khiếp lắm đây.